Nếu em thực sự có thai, có khi nào anh kêu em đi phá không? Bạn cô bị nghi ngờ xe rụng lấy xe nguy hiểm, phải lấy lời khai. Không thể nào, anh nhất định không làm vậy. Con cờ này, lần trước khi tôi đưa cho cô, tưởng đâu cô không muốn lấy, thì ra cô muốn có nhiều hơn.